Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Ai Quân Binh. Thì hôm nay một mùa siêu chiến binh nữa lại đến rồi. Cho nên là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái công việc phải làm như thế nào. Và mình cũng sẽ tư vấn trong cái video nội dung ngày hôm nay là anh em có nên tham gia vào cái việc đua top siêu chiến binh của đợt này hay không. Và sẵn tiện là mình sẽ đi làm những cái lặt vặt luôn. Cho nên nhiệm vụ sức mạnh là mình đã làm những nhiệm vụ này rồi. Thì mình sẽ còn đi vào đấu trường đánh nữa nè. Mình không có ngại cái việc vào đấu trường này mà đánh thua hay đánh thắng cho anh em xem đâu. Tại vì chơi game mà anh em phải có lúc thắng lúc thua thì mới có động lực chơi, chứ mà anh em vào cái lúc anh em mà anh em chơi toàn win thì chắc chắn là sẽ là được top rồi, nhưng mà sau này chơi kiểu cái cảm giác nó chán lắm anh em ạ. Rồi bây giờ là nói chung là cái đội hình của mình cũng đang khá là chuẩn so với ý kiến của mình rồi đó. Mình có Towa, mình có Vado, nhưng mà mình có cái việc đó chính là sao những con này nó chưa có được cao to lắm, cao to đen hôi lắm cho nên nó là nó vẫn còn khá là lỏ. Thì chẳng hạn như là con rô của mình cũng chỉ đang có 4 sao thôi, kèm theo đó là con quýt của mình vẫn chưa có được ưng ý lắm, cả con ba đót cũng đang thiếu 50 mảnh để mình nâng môn nữa đó, cho nên là mình sẽ phải up từ từ lên đó. Còn tô qua hiện tại đang bị thiếu viên, nói chung là những cái con tướng của mình đang bị thiếu viên rất là nhiều, chẳng hạn như là rô này, rồi tô qua này, rồi cả vô 4 nữa. Vô 4 hiện tại đang bị thiếu 2 cái viên công, nên là cũng đang khá là buồn và rất là phân vân. Với lại cả nhưng mà bù lại cái lượng tóc của mình đang khá là cao so với anh em cùng VIP hoặc là cùng ấy, chẳng hạn như là anh em VIP 2 hoặc là VIP 3 đi, thì mình sẽ có cái lượng tóc cao rất là nhiều. Còn so với những anh em VIP cao thì mình cũng đang dí khá là ok. Để đối với mình là một nông dân, kiểu như là nông dân có nạp nha anh em, không phải là nó phải là nông dân cày chay, nó khác. Còn nông dân có nạp một tí, chúng mình cũng VIP 3, VIP 4 hoặc là VIP 5 gì đó, nên là vẫn là nông dân thôi. Đây, nếu mà anh em nào mà chơi game mà ban đầu có sự kiện là anh em nông dân VIP sao VIP VIP 5 đấy, là có cái sự kiện của trong game nha, là VIP 5 của game này vẫn được xem là một nông dân anh em ạ. Cho nên là chơi nó sẽ ok hơn. Nói chung là cũng phải nạp, tại vì mình là một kiểu người làm game cho YouTube cũng như là cho anh em xem, thì mình bắt buộc phải nạp để cho có cái nội dung content để mình làm. Còn nếu mà mình không nạp thì vẫn được, cái đó đỡ tốn cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà không nạp thì mình lại không có những cái content hay cho anh em xem, mà thực sự xem cái video nó cũng rất là chán đó. Nói chắc là cũng hơi lâu rồi, mấy cái BK này, ôi chung tôi qua của tôi nó bay màu rồi, hơi lâu thì mình bỏ qua thôi anh em ạ. Rồi ok, nhận. Ở mình còn một lượt nữa này, chắc là spam luôn đi nhờ, spam đại ông nào đó đi, chứ nếu mà tôi ngồi tôi chịu có spam thì 9 giờ tôi vẫn có thể có được cái hạng trong top 10. Nhưng mà tôi thường lấy ngoài top 10 thôi, hạng 11, 12 vậy đấy là ok rồi, cũng không hơn bao nhiêu mất công tình nghĩa nên mất kháng kích rồi nhận nốt cái quà này thôi rồi đi ra làm luôn cái điểm danh nữa. 80 ngày rồi, tính ra server mình chơi mới đây mà cũng nhanh phết nhờ đi nhờ. Rồi làm luôn nốt cái việc quay miễn phí nè, lụm luôn cái hộp vũ khí không, trời ơi lỏ dữ. Nói chung là cái đợt này thì nên cũng không có quay nhiều, thành ra là tôi cũng đang rén cái việc quay tôi qua này đấy mà. Rồi xong cái này rồi chắc là đi nhận mấy quà bình thường thôi. Lụm rồi ra nhân 10 luôn nè, lụm cái kèo nè, lụm à, thiếu số 0 nè mà có gì đó hơi thiếu số 0 xíu anh em ạ. Anh em đám rén là làm hết nhiệm vụ nha, không biết là đợt này có may mắn để đủ đổi cái mảnh của con Go4 hay không nữa đây. Nếu mà dự trù mình không đủ thì chắc mình sẽ đổi đá rồng thôi, chứ biết sao giờ. Rồi chắc là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi bước vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Tức là mình đang muốn tư vấn cho anh em xem là anh em sẽ tham gia vào cái việc đua top siêu chiến binh mỗi cái đợt như vậy sẽ chơi như thế nào để cho nó chuẩn nhất, đúng nhất và có kinh nghiệm nhất. Thì nói chung là đây cũng sẽ là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Cho nên là nếu mà anh em có được những cái ý kiến riêng khác thì có thể comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận và có những cái đường đi tốt nhất dành cho các bạn ở phía sau nữa. Nhận thư phát sinh có cái gì không? Trời ơi, những cái lách thiệt ấy chứ, chưa gì hết mà anh em lên VIP rồi. Trời ơi, hai cái VIP 14 có thêm 1000 đá rồng nữa. Trời ơi, nó thơm, nó thơm phức luôn rồi em ơi. lụm kèo. Rồi hôm qua này anh em nào mà chưa nhập cái phần có tuần thì nó nhập luôn nha, tuần mới 19/02 đó, lụm kèo luôn, chơi hết có 1000 đá rồng tiền thơm đấy nha, ngon đấy. Ok rồi, không có nói một vòng nữa, chúng ta cùng nhau đi vào đua top siêu chiến binh. Thì mỗi một cái lần đua như vậy là mình đều đã nói với anh em rồi đúng không, thế lệ đua như sau. Tức là ở trên anh em có thể thấy đó chính là có cái phần điểm 7500 này, cái này nó giúp tăng được chỉ spawn hay sao ấy.
Rồi, 5.000 điểm này, 5.000 điểm này, 4.500, 4.000 và 2.500 giảm dần xuống. Thì em có thể nhìn thông tin ở trong này. Thì chúng ta sẽ có những cái phần quà tương ứng như sau luôn. Top 1 có thể có 300, hai cái hộp vũ khí, cái này là rương rương chiêu thức nha. Anh có thể bấm vào cái phần này. Đó, bấm vào cái phần chữ Y nè. Đây, cái góc chữ Y rồi nè. Anh em vào đây xem. Đó, này bấm vào. Đây là rương chiêu thức đỏ, không phải là rương run nha. Có nhiều anh em hiểu nhầm đấy. Rồi, anh vào top 2 thì chúng ta sẽ được 200 mảnh, kèm theo đó là một cái hộp vũ khí. Top 3 sẽ là 150 đó, và một cái hộp vũ khí thì giảm dần xuống. Anh cũng vào đây anh em xem hộp luôn nha. Thì nói chung là những anh em nào mà gộp chúng ta sẽ có 10 cái top đó, còn những server nào mà chưa gộp hiện tại là mình đang vẫn đang có 6 thôi. Và nếu như mà anh em nào mà dự định lấy top 6 thì buộc anh em vẫn phải vào 6.000 điểm đây. Tại vì sao phải vào bắt buộc 6.000 điểm là tại vì nếu như mà anh em muốn có một cái con tướng 4 sao trong cái đợt này có tướng có hộp vũ khí thì anh em chỉ được top 6 à. Ví dụ như anh em đua top 6 anh em chỉ được 90 mảnh thôi và anh em phải đua tới 6.000 điểm là ở đây chúng ta sẽ có thêm 30 mảnh đúng không? Rồi ở đây thêm 20 mảnh nữa và chúng ta cần 10 mảnh nữa, nó sẽ nằm ở ngay đây đó. Như vậy chúng ta mới đủ được một cái con tướng để mà có thể sử dụng. Ở dưới đây những cái phần quà khác nó sẽ không có cho mảnh, nó chỉ cho mảnh vạn năng 15 thôi. Nhưng mà anh em nhìn này, 2 này, rồi 2 này là 4 này, 7 này, 7 với lại 3 là 10 này, đó. Đúng không? Tôi có đếm hộp gì không? 3, 6, 7, 8, 9, 10, đó. Rồi, như vậy là anh em bắt buộc phải lên tới 6.000 điểm. Thì 6.000 điểm sẽ là bao nhiêu đá rồng thì mình cũng đã tính cho anh em ở những cái sự kiện trước đó rồi. Anh em cứ lấy 6.000, anh em nhân cho 6.8 thì nó sẽ ra đó chính là 40.800 đá rồng. Cho nên là nếu như mà anh em nào thật sự không có dư dả đá rồng, mình đang nói tới những anh em nông dân nha, những anh em nông dân mà kể cả những anh em nạp ít giống như mình luôn đó, thì nếu như anh em không sẵn sàng về việc đá rồng thì anh em nên trữ lại. Thì cái kinh nghiệm chơi game của mình đó chính là gì? Không chạy đua theo những cái sự kiện ngoài lề, tức là những cái sự kiện mà nó không theo cái sự kiện tuần á. Anh em chỉ cần làm việc cái đó đúng mà thôi, không chạy theo những cái sự kiện mà ngoài cái sự kiện tuần thì anh em sẽ có được cái lượng tài nguyên khá là dồi dào. Tin mình đi, cái này là mình đã áp dụng rất là nhiều cái con ngạc rồi. Thì không phải là mình nói vu nói vơ hoặc là nói để câu view câu like gì đó hết. Nên là thật sự mình muốn có một cái trải nghiệm cho anh em chơi game tốt hơn. Thì chẳng hạn như bây giờ đi, chẳng hạn như bây giờ tôi có 50.000 đá rồng, tôi sẽ đưa ra cái giả sử khó nhất cho anh em. Đó chính là chẳng hạn như bây giờ sau 7 ngày nữa, tức là sau cái sự kiện này luôn, vừa xong cái sự kiện đua top này, tôi sẽ tới con vua và tôi đang có 50.000 đá rồng thôi. Thì bây giờ tôi sẽ làm sao anh em? Khó khăn đúng không? Rất là khó khăn để lựa chọn. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái định hướng như sau. Nếu anh em tham gia vào cái việc đua top siêu chiến binh thì ở trong ba cái con tướng này, ở trong ba cái con tướng siêu chiến binh này, chúng ta chỉ được lựa chọn đó chính là một con thôi. Đâu thế nào lựa chọn nhiều con đúng không? Chẳng hạn như anh em top thì người ta sẽ có thể phân chia là tao lấy 150 mảnh con Gohan, còn lại tao lấy con Trinh. Đó, cái đó sẽ là cái hướng đi của những người đua top và những người ta có tài chính nạp để có thể nâng sao lên. Rồi còn riêng mình thì cái hoàn cảnh vừa rồi đi, thì đó có cái đó là cái hoàn cảnh thứ nhất. Thì bây giờ sau khi đối top xong anh em sẽ gặp tới con Go ngay lập tức luôn, như vậy là rất khó khăn. Thì anh em chỉ có thể lựa chọn thôi. Thì nếu như mà anh em nào mà tham gia đua top thì mình khuyên các bạn ở trong sự kiện này nên lấy cho mình con Trinh, nên lấy cho mình con Trinh nha. Đó thì đó là ý kiến của mình thôi. Tại vì sao? Tại vì Trinh ở trong cái sự kiện này nó sẽ là một vị tướng có thể tham gia vào cái việc tấn công gây đam và đam tàn thể cũng như là cấu rỉa máu, và kèm theo đó với cái việc đó chính là nó có thể sống được cho đến 1 cho đến 2 round gì đấy, hoặc là có thể 3 đó. Tất nhiên rồi, các bạn nếu như các bạn lấy tiêu trừ của Han thì các bạn phải build cho nó, hoặc là các bạn sẽ phải đầu tư cho nó khá là nhiều, tại vì 4 sao nó sẽ khá là yếu nha. Nói chung là mình theo ý kiến của mình thì 4 sao khá là yếu thôi. Cũng có những người ta bảo là 4 sao chơi được, hoặc là 5 sao nhị môn chơi cũng rất là tốt. Đó thì cái đó là tùy cảm nhận, tùy ý kiến riêng của mọi người thôi. Hoặc là nếu các bạn mà muốn leo VR để kiếm thêm đá rồng thì Song Goku Perfect sẽ là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù chỉ có 4 sao thôi, nhưng mà khi mà có run thì leo VR vẫn rất là tốt anh em ạ, không có vấn đề gì cả luôn á. Mình khẳng định với các bạn luôn, đó chính là Song Goku Perfect sẽ là một ông hoàng leo VR luôn. Leo VR cực kỳ khỏe. Rồi, thì đối với mình là vậy thôi.
Còn anh em nông dân thì đối với mình thì mình nghĩ Trinh sẽ lựa chọn 4 sao. 4 sao thì Trinh sẽ là một cái lựa chọn khá là ổn áp đối với mình. Đó. Còn anh em nào mà tùy, nói chung là tùy sở thích thôi. Bây giờ các bạn thích Samuku Perfect mà mình kêu các bạn lấy Trinh thì nó cũng khá là khó. Đấy, nói chung là cũng tùy tùy vào cảm nhận của anh em. Thì rồi, bây giờ tới cái trường hợp thứ hai nữa là gì? Là các bạn sẽ không có đua top. Các bạn sẽ tích lại, các bạn lấy cho mình cái con rô. Đó. Thì chẳng hạn với cái lượng đá rồng của mình hiện tại nè, thì mình bắt buộc phải tích tới rô rồi, hoặc là mình sẽ phải dự trù cho đến con song long tiếp theo, mà đó là cái con đã, cái con siêu chứng minh tiếp theo, mà đó là con siêu chứng minh mà mình mong muốn nhất cho cái hạt của mình, đó chính là song long. Mình sẽ không không tiêu vào cái sự kiện đua top siêu chứng minh này, và mình sẽ rất là xin lỗi anh em vì đã, nếu nếu có những anh em nào mà mong chờ mình sẽ đua top để có content cho anh em xem thì thật sự là mình sẽ không có đua rồi, tại vì mình biết cái sức lực của anh em mình như thế nào, hoặc là cái sức lực nông dân của mình như thế nào thôi. Đó, mình sẽ đua sau. Mình sẽ đua sau nhưng mà sẽ là trong sự kiện của siêu chiến binh Song Long, Son Goku cũng như là Vegeta SSKSS. Đó. Thì mình nghĩ là cái đợt đó mình sẽ đua. Còn bây giờ thì hiện tại là mình sẽ không có nhiều nhiều tài nguyên để mà mình đua luôn. Đó. Thì thật sự nếu mà đua tới con Song Long thì bắt buộc mình sẽ phải nạp thôi. Đây. Thì mình đã có, nói chung là cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Via mình cũng đã không có leo nhiều. Mình đã bảo rồi, mình không leo VR nhiều nha. Nên là thật sự ra bây giờ leo vẫn rất là được. Đi tôi vào tôi thử cho anh em xem nha. Vào thử cho anh em xem. Hiện tại cũng đang có những cái cũng khá là khó nè. Đây. Quên mất là không có auto. Đấy, vẫn qua được. Thì bây giờ tôi sẽ leo, leo thử cho anh em xem là không phải là tôi bị kẹt, mà là tôi không muốn sử dụng vào cái việc mình bị lạm dụng những cái tài nguyên cũng như là đá rồng ở trong VR để mà mình lấy nó ra. Tại vì khi mà anh em sở hữu đá rồng rồi á, nhiều khi là mình có mình xài hết thôi, rất là ổn. Đấy, tôi cứ skip là qua, skip là qua thôi. Nhưng mà hiện tại là mình không muốn leo nhiều. Thì chẳng hạn như bây giờ mình leo thì mình leo mỗi ngày cũng được trăm mãi đó. Leo thì vẫn có đá rồng thôi. Nhưng mà từ từ để đấy. Sẵn tiện là nếu như mà đợt này nó, nếu như mà đợt này nha, mà nó đã ra cái sự kiện đua top siêu chiến binh này rồi, thì mình đảm bảo với anh em luôn là đợt sau nó sẽ ra một con siêu chiến binh mới. Ê, cái này là biết lộ cho anh em thôi, mình nghĩ anh em cũng đã biết rồi không? Những anh em nào mà theo dõi mình từ những cái giai đoạn đầu game thì mình sẽ biết rằng là các bạn sẽ cùng với mình đó là theo dõi cũng như là dự đoán được những cái event tương lai. Thì đó là cái cách mà mình chơi game từ trước đến nay, từ cái lúc mà game nó mới ra mắt cho đến tận bây giờ luôn. Hồi trước thì chúng ta có nhiều chiến binh siêu chiến binh cho nên là mình ngồi mình dự đoán, chứ còn bây giờ thì chỉ còn có vài con thôi. Nhưng là cũng chỉ còn có hai em trước mắt thôi, đó chính là em Son Goku và Vegeta SSKSS, kèm theo đó chính là em Gohan Bis. Đó, cho nên là chúng ta chỉ cần hai con đó để sắp tới để mà đua thôi. Còn bây giờ nó đã ra cái rương này rồi thì chắc chắn luôn tháng sau của chúng ta sẽ là một em siêu chiến binh mới, và mình sẽ tích cho tới lúc đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dự đoán trước luôn là với cái con hạt của mình ha, thì anh em bắt buộc khi mà các bạn chơi thì các bạn sẽ phải dự đoán trước. Thì bây giờ nếu như mà tháng sau nó sẽ bắt đầu ra một cái con tướng mới, thì hiện tại nha, cái server của mình sẽ đang là 80 ngày, thì tầm đó đó khoảng tháng hơn hoặc là chuẩn bị gì đấy mình sẽ ra một cái con tướng mới. Thì chẳng hạn như là mình đang dự đoán là nếu mà xui xui một tí á, thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp đó chính là đua top những cái con siêu chứng binh mới trùng ngay cái sự kiện cái con rô của mình. Cho nên là bắt buộc cái giai đoạn hiện tại mình không thể nào tham gia được vào cái việc mà đua top này cả, chỉ có thể gọi là nhìn thôi anh em, nhìn thôi chứ không thể nào mà tham gia vào cái việc mà đua top được cho anh em xem đâu. Nên là hy vọng anh em sẽ thông cảm, và anh em nông dân cũng như vậy nha. Anh em phải tính trước được cái tương lai của mình, anh em phải tính trước được để anh em tích được cái lượng tài nguyên của mình, và lúc nào mình cần nên lấy và không nên lấy, thì cái này là cái điều tốt cho anh em thôi đó. Nên là anh em nào mà nói chung là bây giờ mình không thể nào mà cản được anh em đúng không, nên là cũng không biết phải như nào nữa cả. Nếu như mà mình đua thì mình sẽ có content, và nếu mình không đua thì mình sẽ bị mất content, và nói chung là bị mất người xem. Nhưng mà mình đang muốn một những cái mà mình góp ý cho anh em, nó sẽ là những cái mang lại cái lợi ích cho anh em nữa, chứ không phải là chỉ có làm clip rồi làm content. No, cái đó không phải là cái mục đích của mình, và mục đích thật sự của mình là chỉ có muốn hỗ trợ cho anh em thôi. Và đây sẽ là những ý kiến của mình để đưa ra cũng như là giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn, là nên đua sự kiện, nên đua top trong cái sự kiện siêu chứng minh này hay không. Đó. Còn cái việc lựa chọn giữa ba con này và cái con tiếp theo, hoặc là một trong hai con tiếp theo mà mình vừa nói vừa rồi ấy, thì mình vẫn sẽ lựa chọn đó chính là bỏ. Tại vì sao? Tại vì những em này đã ra rất là lâu rồi, đã ra khoảng đâu đó vài tháng rồi,
Và hiện tại thì cái giai đoạn này thì mình chỉ cần, nếu như mà lấy những con tướng cũ á, thì mình chỉ có thể lấy được em Son Goku, em Future của Han và cả em Trunks thôi. Còn Son Goku Fat hiện tại là mình đang không có nuôi nổi nó, tại vì đặc thù của nó là phải lên lục môn thì nó mới có khả năng kiểu như là đam đam to khủng khiếp được đó. Còn anh em mà chơi 4 sao 5 sao thì cũng tùy cảm nhận của anh em thôi, đúng không? Rồi, ok, thì chắc là cái nội dung mà mình tới hôm nay thì mình cũng đã xong rồi ấy. Bây giờ mình sẽ đi làm những cái lặt vặt xem như thế nào. À, hồ cá hiện tại là mình đang cũng chưa có nâng được nhiều này. Mình bắt buộc khi mình nâng lên level 2, level 3. À, cái này mình đang 25 rồi, ngày mai nó sẽ đầy ha. Rồi mình sẽ sử dụng tiếp. À, bây giờ là mình sẽ sử dụng luôn cho anh em xem. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng khoảng nào đó 10 lần đi. Tại vì bây giờ để mà cái khi nó lên được level 5, level 6 thì cũng chắc cũng còn khoảng đâu đó là tầm một tuần nữa, tầm tuần tuần hơn gì nữa. Nên là sử dụng luôn cũng được, không sao hết. Sẵn kiếm thêm một mớ vàng để bóp tóc luôn. Với lại mình cũng đang thiếu vàng để mình nâng kỹ năng cho mấy con này á. Đó. Ok. Như vậy là mình đã có được một cái lượng vàng nhất định rồi nè, đổi luôn. Rồi để xem, ở trong này rồi mình sẽ có những cái rương chiêu thức với cả rương tinh hoa tùm lum tùm la hết. Rương chiêu thức tím ngẫu nhiên, cái này sẽ đổi được ui, bốn cái tím này ngon đó nhờ. Khoan, bây giờ mình đang phân vân giữa cái việc em này thì mình chưa mở đâu, cho nên là chắc không có rồi, từ từ cũng được. Nhưng mà mình cũng sẽ không có mở mấy chiêu thức cao đâu anh em ạ. À. Mình sẽ không có đổi chiêu thức cam ở trong này đâu. Hồi xưa thì anh em chơi anh em có thể đổi chiêu thức cam, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta đã có những cái kinh nghiệm chơi game rồi thì mình sẽ không có đổi cái đó nữa. Và giai đoạn đầu game thì mình sẽ đổi cái này đi. Như là phải về một hay sao ấy, đôi khi có những cái nó bắt chúng ta về một thì mới mua được nha, ảo ma vậy đó. Rồi thì mình sẽ cố gắng lên nhanh nhất có thể cái hồ cá thứ hai để mà mình đổi cái phần đá thủ hộ này để sau này dùng luôn chứ không phải lăn tăn nữa. Rồi ok, mình đã nâng được cái sảnh lên vào 10 nè, ổn áp rồi đó. Chắc là mình sẽ mở nốt luôn mấy cái này đi. Cái này thì đang 51 rồi, khá là ok nha. Có thêm mấy cái rương lượm ở trong này cũng có rất là nhiều thức ăn, cho nên là khi mà mình mở cũng cảm giác rất là ok, rất là ổn áp luôn á. Rồi 6 cái rương thực phẩm này. Hy vọng là cuối ngày ngày cuối cùng thì anh em sẽ có thể là chơi cái hũ của tôi lên cái điểm cao cao một xíu. Đây trong đây, ôi có được cái sức tàn ăn kìa, ngon gì vậy, đang thiếu luôn, tay nhanh hơn não không có kịp dừng lại cho anh em xem, đang thiếu một mớ. Rồi bây giờ mấy cái lượng này thì tôi đang có khá là nhiều nha. Đấy, sự kiện kẹo thì tôi cũng tích lại nữa nè, tại vì hôm bữa tôi đổi đủ hết chỉ tiêu rồi, tích lại cho cái sự kiện tiếp theo để chúng ta đổi qua thức ăn tím. Úi giời, lụm. Rồi cái này đổi thêm được một điểm thiên phú. Mấy cái điểm này là mình sẽ đổi ở trong cái phần tranh đoạt nha. Tranh đoạt thì sẵn tiện đang 10 này, đang 10 giờ này tôi sẽ đi tranh đoạt thử luôn. Ui ông này đem đổi hình này qua chắc ok rồi. Đó rồi mình sẽ đi tranh đoạt có mấy cái này luôn. Ông áp mà đúng không? Vô chuyển. Chuyển thôi, chuyển thôi. Thua chẳng ai là thua luôn á. Rồi như vậy là mình chắc là mình sẽ có được 165.000 điểm để mình có thể đổi. Ở trong này là mình đánh để lên hạng thôi nha, bấm đại vào thôi. Xong Goku này, ủa sao mấy ông này nhiều điểm thế vậy? Cái này thì chắc là vẫn win được này. Ông này cũng đang có một cái con level 6 sao này, tóc cũng đang khá là cao nha. Ôi cái này là server 122 à, nhưng mà ông này quay nhiều lần lắm nè, ông này quay khá là nhiều luôn ấy. Ôi có khi nào mình cướp xong ấy cướp lại nguyên một ngày của mình không ta? Lỡ luôn ấy chứ. Nhưng mà nói chung là mình sau khi mà mình cướp xong là mình cũng sẽ mua hết điểm thôi, chứ không mình cũng không có để làm gì anh em. Ở thua nè, cay nhờ, đền như này mà mình thua anh em. Bên đây ôi không biết 6 sao à. Ôi tên như này thua đúng rồi, nói năng gì nữa, khỏe quá. Còn lượt không, mình còn lượt không ta, hình như là còn một lượt đúng không. Đây có level 5 sao, có ba đó. Rồi, bên đây sẽ có một con go 4, chắc là mình sẽ chơi được thử xem như thế nào nha, thử xem là có thể khả năng win được hay không. Trận này thì chắc là mình win được rồi, trận thứ hai là mình để thua này, rồi xem thử trận 3 nha.
hơi to rồi. Câm lặng được câu 4 thì cũng khá là ok rồi đó. Chỉ sợ là không câm lặng được thôi, chứ câm lặng được rồi thì có cái lợi thế rất là nhiều. Ơ sao bị mất cái cặp, à quên nó chết. Rồi, rô đã phải lên bảng. Bộ 4 thì chắc chắn cũng phải lên rồi. Bộ. Không sao, chắc là cũng chỉ mất một cái hồi sinh thôi. Siêu. Bộ. Ê, đừng chán nha bộ. Mày quá. Rồi. Hồi sinh. Trời ơi, giữ cho con cô 4 bên kia đi, nguyên nó lẹ ông ơi. Bây giờ mà để con cô 4 bên kia sống là thua ngược lại, không chừng luôn á. Rồi, tôi thấy cái màu chắc thua quá anh em. Thấy cái màu sống không nổi rồi. Đau lòng quả kêu. Này chắc không phải để con giáo sư ra hàng trước cơ. Thôi toàn. Này do mình xếp tem nó bị ảo á. Đấy, giờ mình muốn nguyên thì chắc mình phải để cái con... mình sẽ để cái đội hình như thế này thì mới đúng. Chứ còn để như thế này là thua rồi, đúng rồi. Do mình xếp tem thôi, xếp tem cực kỳ quan trọng nha. Không sao. Mình có đang có 800 mấy ngàn điểm, mình sẽ đổi như thế này. Đấy, đây là những cái mà mình đổi. Đá rồng thì mình không đổi nha. Mình sao không có đổi cái này đi mà. Mình sẽ đổi cái con su đun. Đó. Nhiều khi anh em vào chủ tôi là chơi không chuẩn hay kia, nhưng mà sau này anh em sẽ hiểu lý do tại sao mà tôi lại đổi những cái đó. Thôi. Anh em tàn sát. Bây giờ nên cực ai ta? Anh tàn sát thì vẫn có một cái đội hình rất là khủng khiếp nha. Con Future Wuhan đã 6 sao rồi. Đây, Future Wuhan 6 sao không biết là bao nhiêu môn, nhưng mà nó 6 sao. Ui. Quỳnh Trinh 7 sao ạ. À, mình đang phân vân một tí là tại sao không úp cho cái con Trinh nó 6 sao thôi, sau đó là mình... Thôi nói chung là tiền của các anh thì mình không có dám bàn nhiều. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ úp cho cái con Trinh này 5 sao thôi. Sau đó là mình sẽ lấy mảnh để mình úp cho con Samoku Perfect lên 6 sao. Và con Future của Han này lên lục môn trước. Đó. Nói chung là cái đó là cũng là những cái của anh em, cho nên là mình không có ý kiến nhiều anh em ạ. Nhưng mà chắc là mình sẽ cược trên tài xét. Đội hình khỏe quá. Rồi đấu trường Lee Server này chắc là họ đánh luôn đi nhỉ. Ôi đội hình ông này khỏe ác á chứ. Để xem. Bây giờ nếu mà đội hình như thế này mình đánh đầu tiên. Thì mình sẽ trang bị cho có là con Samoku God với cả con Vegeta, hai con này đi chung là con này sẽ được nộ luôn. Nó sẽ có đủ nộ để nộ luôn á. Thử xem như thế nào, xem là có khả năng win được hay không. Đó, vừa vào nếu mà mình kết hợp giữa cái việc là có con Samoku God với cả con Vegeta luôn, nó sẽ nộ được luôn nha. Mà nộ chúng này còn rèn khổ. Khi mà nó thiêu đốt thì sẽ bị rút nộ của mấy con khác. Rồi, giảm khả năng hồi máu, câm lặng qua level nữa là hồi máu luôn. Có vẻ chắc là con level kia sẽ hút máu lại đây. Úi dồi ôi, phát nổ chết luôn cả con Vegeta. Không sao, con devil bên kia thì sẽ bị dính cái giảm hồi máu. Nên là cũng đỡ. Nhưng mà nó hút vẫn rất là kinh nha. Đây vừa tròn ba em nè. Chói luôn thì ngon quá. Lượm. Cái này thì ổn áp rồi. Giờ chỉ có nước rút máu đến từ con Loa thôi mới giết được. Chứ devil bây giờ quýnh chất cũng hết vào rồi. Đây chữ dính thiêu đốt thì tí mới rút nộ là đấu nộ được đâu anh em. Cày chưa. Đấy anh em thấy không, nó trừ máu nó để cái chữ nộ khí mà bị cái mũi tên hướng xuống ấy. Vẫn nộ được à, cày thế. Không sao, đây vừa mình có nộ rồi. Trả lại chắc nơi bên kia sẽ chết. Đó. Rồi bây giờ rén con Vegeta, con Vegito bên kia rồi. Không sao, mình thua thì team mình cũng ra trận thôi. Úi dồi ôi, 4 sao phải chuẩn kìa. 8 mấy ngàn sát thương. Cay thiệt. Rồi chắc là lên bảng rồi. Nhưng tôi qua của mình vừa mất cái hồi sinh hay sao rồi. Win được không ta?
Giết con nhà bá sư trước cũng được. Bùm 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 bùm. Trời ơi, chuẩn lần có hai con mười mấy hai mấy ngàn sát thương. Trời ơi, đâu dính đá là còn toát nữa. Nhưng mà nó giải được nha. Không giết được nó sớm thì nó giải được, xong nó hồi máu. Chỉ có dính đá là không giải được thôi. Ai chà. Vô 4 bên kia thì đang 4 sao thôi. Nhưng mà nếu mà nó có duyên thì mình cũng đang khá là lo ấy. Rồi mình thấy không có con vô luôn, nên là chắc không có duyên rồi. Thôi toàn rồi. Thôi xin về đi các em. Đẹp. Trời ơi, chuẩn cho con Vanos nữa, khổ thiệt cả chân. Đến ả luôn ấy. Team đã thiếu người rồi. Giết được con Vegito rồi. Chắc là cũng ok đấy. Rồi, có con rô để tăng hàng trước cũng khá là ổn áp. Ôi, nhưng mà con rô của mình nó hẹo rồi. Đúng rồi, sống dậy đi các em. Chà, căng nhờ đội hình này đen đấy. Đúng rồi, tôi muốn chuyển hàng giữa ha, đẹp. Vẫn chưa lượm được cái mạng của Quýt à. Tay thiệt. Không có cái cam lặng là luôn. Rồi, chắc là thua đi mà. Cái cây ghê nơi chứ. Spam, tôi sẽ spam hôm nay. Spam này không biết là cũng hên xui lắm, không biết là có win được hay không thôi. Nếu như mà con level của mình nó có khả năng nó win được thì mình nghĩ là mình sẽ nên xếp lại cái con Towa. Con Towa sẽ thay chỗ cho con Whis. Được đúng không? Chắc là sẽ được. Nếu như mà ổn. Em này có con Ultra này, có con Goku Ultra cũng khó chịu hết. À vẫn thua. Đấy, đổi phát là win luôn. Lên được kim cương lẫm. Ôi mà quên nữa, hôm nay còn có một ngày rồi. Lên sớm bị người ta quýnh nhà ỏ hẻ luôn. Trời ơi, có thêm đá rồng không? Ráng tới đây mình cũng được mới đá rồng này thơm nha. Lên cao thì mới được đá rồng nhiều thôi. Ráng là giữ cái kim cương này là đẹp. Đó, mai ngồi canh anh em ạ. Rồi, nói chung là cái video của mình hôm nay chắc là cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn em đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Và chúc anh em một ngày đầu tuần thật vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video sau.